Hôm nay mình thay rột xà to này, dây nhôm bạn nhé. Và mình vừa mua được cái xà to dây đồng 100% này. Đồng 100% này. Mà mình đã cạo thử nó chính xác là dây đồng nha. Mua được cái giá nó hợp lý. Khi là nghĩ đến quạt cháy là cái quạt rẻ tiền thường thường hay là bỏ ra, nhưng bây giờ kiếm được cái đơn vị nó bán Stator dây đồng này, thành ra là đợt tới nếu mà hỏng cuộn dây thì sẽ thay cuộn dây cho khách hàng. Bây giờ Việt Nam mình quấn quạt toàn dây nhôm này các bạn ạ, cho nên kiếm được cái đơn vị bán dây đồng này rất là thích luôn. Stator dây đồng nhé, đồng 100%. là dây đồng. Đây, quạt của khách là dây nhôm 100%, mua được cái dây đồng. Ngon hơn quạt mới, bền hơn quạt mới. Xanh vàng trắng. Khi cái lá gió này nó bật lên thì nó sẽ tì lên, còn cái lá gió này đè xuống nó bịt lên ạ. Cho nên khi mà vệ sinh cả mặt này, cái mặt lá gió nó tì là phải sạch thì nó mới đảm bảo được. Cái quạt này mà mang ra quấn dây và thợ thuê thợ quấn dây thì chắc là đắt lắm, nhưng mà ở đây kiếm được cái đơn vị là bán cái Stator dây đồng này thì nha, là rất là tiện lợi, rất là hợp lý. Cái quạt này người ta không vặn con ốc vào trong, nhưng mà bây giờ mình sẽ lắp cho khách con ốc vào, bắt cái tụ vào. Đến đơn vị sản xuất người ta còn tiết kiệm cả con ốc bắt tụ, người ta còn không bắt này. Quạt Việt Nam càng ngày càng đều. Bảo sao dân ta lại cứ thích đi mua quạt chất lượng, quạt Panama, quạt có cái gì đâu, quạt Panama thì thay vì nhi nhôm một cuốn dây đồng. Quạt ông Việt Nam thì gọi là iPhone mà sản xuất tại Việt Nam thì bây giờ là thành cục gạch rồi. Càng ngày Việt Nam càng sản xuất ẩu. Cái này là bị tình trạng là bị đứt dây nhôm. Dây nhôm dùng một thời gian, cái mối hàn giữa dây nhôm và dây điện nó long ra và nó bị đứt cuộn chiếc quạt này, bị đứt cả cuộn khởi lẫn cuộn chạy. Lúc đầu khắc phục được cuộn chạy rồi, nhưng mà vẫn phải mồi tay thì nó mới chạy. Thành ra là tôi đành thay cuộn dây cho bạn ấy.
lúc đầu định thay quận dây nhôm, nhưng mà khi lên chợ thì kiếm được đơn vị bán cái cuộn dây đồng này, cho nên là rất là hay luôn. Nào test thử dây đồng thì chắc chắn công suất nó sẽ lớn hơn rồi. Test thử qua đèn trước. 36W. Để mình sau khi siết cái các bạn lắp stator vào nhé. Sau khi siết cái stator này xong này, các bạn gõ kiểu này này. Gõ xuống này, gõ lên này, gõ ngang này. Để cho bi cho cái bạc này nó nhảy cho nó đồng trục các bạn, thì lúc đấy nó mới quay chân trù này. Đấy, sau khi siết vào thì vặn như thế. Bây giờ bật này, đấy, quay luôn này. Rồi, bây giờ test thẳng xem nó ăn bao nhiêu watt nhá. Dây đồng xem bao nhiêu nhá. Số nhỏ nhất đã 46W rồi. Rồi. À, số nhỏ nhất là 30W. Số thứ hai là 42W. Số thứ ba là 46W. Rồi, ok. Bây giờ đi nắp bầu gió các thứ vào thôi. Cái này bị giật bung cả 4 cái vít này. Sợ không? Gãy luôn cả nhựa, giật bung cả 4 cái này. Cái này là phải đi lót lông đen để lắp vào thôi. Chắc là bị va đập vào đầu đó nên là vỡ cả 4 cái ốc này. Vỡ cả 4 luôn này. Mình phải lót lông đen vào để lắp được 4 cái ốc này. Kiếm cái lông đen để nó 4 con ốc luôn. Chắc là va đập này bị còn một cái nữa.
Rồi. Như vậy lồng nó mới không lắc lư cái lồng quạt nhé. Nào, test thử phát nào, cho nó quay công năng xem có vấn đề gì công năng nào. Rồi ok. Để siết công năng lại. Khi siết công năng đẩy cái bộ công năng nó về bên này nhé. Thì siết nó sẽ chặt hết. Bánh răng nó mới ăn vào được. Rồi ok. Cái này ở nhà em còn cái lồng ở ngoài không? Em còn, hình như là còn cái lồng vặn. Cái vặn ở bên ngoài. Ừ. Không còn không. Vặn này không biết còn không á? À? Ừ. Cái đấy mua được ở đâu nhỉ? Để anh kiếm đây có, chắc là anh có đấy. Để anh thay cho. Ok. Bộ quạt bẩn quá, vệ sinh đấy. Xa to bằng dây đồng chất lượng luôn mà. Sky fan nhé. Quạt điện không biết của đơn vị nào đây mà này. Quấn bằng dây nhôm. Chán thật. Hàng Việt Nam ơi là hàng Việt Nam. Người sử dụng có tiền. Người ta toàn đi mua các loại hàng nhập khẩu thôi. Tại sao Việt Nam mình không sản xuất thêm một cái dòng gọi là đắt tiền dây đồng để bán nó tương đương với hàng nhập khẩu ấy. Nó chắc là cái độ uy tín của Việt Nam nó không bằng nước ngoài, thành ra là dân vẫn không ưa chuộng. Tại làn đều quen rồi, thành ra là dân nó coi thường đồ của Việt Nam rồi. Ok về đi. Vậy là thay stator đã xong nhá. Dây nhôm này các bạn này, trắng xóa luôn này. Hàng Việt Nam chất lượng rẻ rách. Tạo là trắng xóa luôn. Trắng tinh luôn. Hàng rẻ rách. Ok.